quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Nhà Trắng tuyên bố sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với Nga vì đã giam giữ công dân Mỹ. Theo RIA Novosti, điều phối viên truyền thông chiến lược của Nhà Trắng John Kirby trong một cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 4 tháng 8 cho biết Mỹ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga vì đã bắt giữ trái phép công dân Mỹ. Chúng tôi đã yêu cầu người Mỹ không đến Nga. Chúng tôi đã áp đặt các biện pháp trừng phạt bằng đạo luật Levinson và chúng tôi sẽ làm lại điều đó, điều phối viên truyền thông chiến lược của Nhà Trắng John Kirby cho biết. Trước đó vào ngày 1 tháng 8, Nga và Mỹ đã trao đổi tổng số 24 tù nhân và 2 trẻ em trong cuộc trao đổi tù nhân lớn nhất kể từ thời chiến tranh lạnh. Đây là kết quả của 2 năm đàm phán đầy căng thẳng. Trong cuộc trao đổi tù nhân, 8 công dân Mỹ đã bị giam giữ tại Mỹ, Đức, Na Uy và Ba Lan vì nhiều tội danh khác nhau và đã được thả và đổi lại nước này đã trả tự do cho 16 người, trong đó có nhà báo Ivan Jakovic của tờ báo The Wall Street Journal, cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Paul Whelan, 5 công dân Đức và các tù nhân khác. Các quan chức Mỹ cho biết, việc đàm phán trao đổi tù nhân đã diễn ra trong nhiều tháng, nhưng các chi tiết cuối cùng của thỏa thuận chỉ đạt được khi Tổng thống Joe Biden cân nhắc quyết định quan trọng về tương lai chính trị của mình. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giám sát nhiệm vụ chuyển giao hàng trăm hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật mới cho quân đội. Hãng thông tấn nhà nước KCNA đã đưa tin hôm 5 tháng 8. Ông Kim dự kiến sẽ có bài phát biểu tại sự kiện kỷ niệm ở Bình Nhưỡng vào ngày 6 tháng 8, nơi 250 bệ phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật đã được tiết lộ. Bản tin của KCNA cho biết, các bệ phóng tên lửa được truyền thông nhà nước Triều Tiên mô tả là vũ khí tấn công chiến thuật hiện đại và mạnh mẽ do ông Kim Jong-un đích thân thiết kế. Triều Tiên cho biết đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo chiến thuật mới trong tháng trước. Trong bài phát biểu trước quân đội và các nhà khoa học quân sự, ông Kim khẳng định Bình Nhưỡng sẽ tăng cường năng lực hạt nhân trong tương lai gần để ngăn chặn các mối đe dọa hạt nhân và tự bảo vệ mình trước mọi thách thức. Ông Kim cũng nhấn mạnh lập trường của mình rằng việc tích trữ và nâng cao các hệ thống vũ khí hạt nhân của nước này là cách tốt nhất để chống lại những gì ông gọi là các mối đe dọa hạt nhân và áp lực từ Mỹ. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho rằng hòa bình được đảm bảo bằng năng lực tự vệ tuyệt đối và vô song. Sử gia Alexander Roberts cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Deep Dive rằng nếu Kiev thực sự muốn đạt được hòa bình trong tương lai thì họ đã không bắt đầu cuộc huy động người Ukraine. Ông nói rằng người Ukraine sẽ không huy động nửa triệu người để tạo dựng hòa bình vào lúc này, điều đó thật vô nghĩa. Theo nhà phân tích, khi nói đến việc chấm dứt thù địch, cần phải nghĩ đến hòa bình lâu dài chứ không phải nghĩ đến hòa bình sẽ bị gián đoạn trong một thời gian. Chuyên gia cho rằng, ngay cả khi người Ukraine ký một thỏa thuận ngừng bắn, họ sẽ sử dụng nó để chuẩn bị cho việc tiếp tục xung đột. Ông Robert nói, người Nga biết điều này, họ sẽ không rơi vào cái bẫy này. Họ hiểu rằng, trong mọi trường hợp đình chiến, người Ukraine sẽ tái vũ trang để bắt đầu một vòng mới. Luật tăng cường huy động quân sự ở Ukraine có hiệu lực từ ngày 18 tháng 5. Văn bản này bắt buộc tất cả những người có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự phải cập nhật dữ liệu của mình tại cơ quan đăng ký và nhập ngũ trong vòng 60 ngày kể từ ngày có hiệu lực. Lệnh triệu tập sẽ được coi là đã được tống đạt ngay cả khi người lính nghĩa vụ chưa tận mắt nhìn thấy. Người có trách nhiệm nghĩa vụ quân sự phải luôn mang theo thẻ căn cước quân sự và khi xuất trình cơ quan đăng ký, nhập ngũ và công an yêu cầu lần đầu. Điều khoản xuất ngũ không được nêu rõ trong văn bản. Vào tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình để giải quyết khủng hoảng Ukraine, nêu ra các điều kiện cần thiết cho việc này như tình trạng trung lập, không liên kết, không có hạt nhân của Ukraine, phi quân sự hóa, rút quân khỏi các lãnh thổ Dnieper, Luhansk, Kherson, Zaporizhia trong ranh giới hành chính của họ năm 1991. Những thành công của quân đội Nga trên chiến trường đã thay đổi lập trường của Ukraine về việc đàm phán với Nga, tạp chí Mỹ The Conversation đã viết. Những thành công dần dần của Nga trên chiến trường đã làm suy yếu đi ý chí của người dân Ukraine trong việc chịu đựng mọi khó khăn cần thiết để khôi phục lại đường biên giới năm 1991. Bài báo lưu ý rằng diễn biến của cuộc xung đột đang có lời cho Tổng thống Nga Vladimir Putin. Vào thời điểm một Tổng thống mới xuất hiện tại Nhà Trắng vào tháng 1 năm 2025, tình hình khó khăn có thể thay đổi theo chiều hướng tốt hơn đối với Ukraine. The Conversation đã nhắc lại một cuộc thăm dò ý kiến gần đây do Viện Xã hội học Quốc tế Kiev thực hiện. Gần 1/3 người Ukraine hiện đã sẵn sàng nhường bộ lãnh thổ cho Nga nếu điều này chấm dứt nhanh chóng cuộc xung đột để bảo vệ nền độc lập của đất nước họ. Nhưng hơn một nửa dân số phản đối ý tưởng từ bỏ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình.
Điều này có thể tạo ấn tượng về một đa số vững chắc chống lại các nhượng bộ, nhưng sự gia tăng số những người sẵn sàng thỏa hiệp là rất đáng kể. Con số này vẫn ở mức hoặc dưới 10% cho đến tháng 5 năm 2023. Nhưng với những tin tức xấu liên tục từ mặt trận, kể từ thất bại của cuộc tấn công mùa xuân và mùa hè năm ngoái, số lượng người Ukraine sẵn sàng nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để có được hòa bình đã tăng đều đặn lên mức 32% hiện tại. Conversation đã cho biết rằng sự mệt mỏi gia tăng của số lượng người Ukraine ngày càng gia tăng, khó có thể đảo ngược trong thời gian tới, vì Nga vẫn tiếp tục tiến quân dọc theo tiền tuyến dài gần 1.200 km, đặc biệt là ở khu vực Donetsk quan trọng. Theo Conversation, Ukraine chưa chính thức từ bỏ ý tưởng về một liên minh toàn cầu gồm các quốc gia gây sức ép, buộc Nga phải chấm dứt cuộc xung đột và rút khỏi toàn bộ lãnh thổ Ukraine. Nhưng điều này có vẻ như là một viễn cảnh vô cùng mong manh. Về phía Mỹ, việc ông Biden rút khỏi cuộc đua Tổng thống Mỹ có thể làm suy yếu sự ủng hộ dành cho Ukraine. Ông Trump đã tuyên bố nếu đắc cử ông sẽ ép cả Nga và Ukraine vào bàn đàm phán, còn bà Harris chưa thể hiện rõ bà sẽ cứng rắn trong vấn đề Ukraine đến mức độ nào. Nga nhiều lần bày tỏ sẵn sàng đàm phán, nhưng Ukraine đã đưa ra lệnh cấm ở cấp lập pháp. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra các yêu cầu nhằm giải quyết hòa bình trong xung đột ở Ukraine. Moscow sẽ ngay lập tức ngừng bắn và tuyên bố sẵn sàng đàm phán sau khi quân đội Ukraine rút khỏi các khu vực lãnh thổ mới của Nga. Ngoài ra, ông nói thêm rằng Kiev phải tuyên bố từ bỏ ý định gia nhập NATO và thực hiện phi quân sự hóa, cũng như chấp nhận quy chế trung lập, không liên kết và không có hạt nhân. Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cho rằng, dưới sự che chở của Mỹ, Israel tự tin nước này sẽ được miễn trừ hình phạt tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đó chính là trở ngại lớn đối với việc đạt được lệnh ngừng bắn ở dải Gaza. Phát biểu trên truyền hình Soloviev, ông Polyansky đã chia sẻ, trong những thập kỷ qua, Israel khá thoải mái dưới sự che chở của Mỹ. Thậm chí bằng cách này hay cách khác, Israel cảm thấy nước này được miễn trừ. Theo ông Polyansky, điều này trở nên rất rõ ràng trong quá trình leo thang của khủng hoảng Palestine-Israel khi Mỹ đã chặn hoàn toàn công việc của Hội đồng Bảo an trong một thời gian dài, ngăn chặn mọi gợi ý về lệnh ngừng bắn ngay lập tức, những gì Hội đồng Quốc tế và các thành viên Hội đồng Bảo an khác đang yêu cầu. Ngày 1 tháng 8, đại diện thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeed Iravani cũng đã cho biết Mỹ, Anh và Pháp đã chặn tuyên bố do Nga đề xuất lên vụ án ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh khi nhân vật này đến Iran để dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Iran Masoud Pezeshkian hôm 30 tháng 7. Trước đó ngày 25 tháng 3, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lần đầu tiên thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức giữa Israel và Hamas ở dải Gaza trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, đồng thời kêu gọi thả tất cả con tin. Đây là lần đầu tiên Hội đồng Bảo an thông qua được nghị quyết này kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng nổ nhờ việc Mỹ đã bỏ phiếu trắng và 14 thành viên còn lại bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã chỉ trích Washington đe dọa mở rộng kho vũ khí hạt nhân. Mỹ đang cố gắng lên lớp Nga và Trung Quốc về vũ khí hạt nhân, trong khi chính họ theo đuổi chính sách cực kỳ thù địch. Bình luận của ông được đưa ra sau khi quyền trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ về chính sách không gian VP Narang cảnh báo rằng Washington đang sắp bước vào một giai đoạn hạt nhân mới, đồng thời nói thêm rằng họ phải chuẩn bị cho một thế giới nơi những hạn chế đối với kho vũ khí hạt nhân biến mất hoàn toàn. Ông Narang tuyên bố trong bài phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế hôm thứ Năm rằng những kẻ thách thức hạt nhân theo chủ nghĩa xét lại đã buộc Mỹ phải chuyển sang cách tiếp cận cạnh tranh hơn. Ông trích dẫn vũ khí hạt nhân của Trung Quốc, sự hợp tác giữa Nga và Triều Tiên, cũng như cáo buộc việc phát triển vũ khí hạt nhân chống vệ tinh của Nga là những lý do cho sự thay đổi này. Ông Antonov đã lên án bài phát biểu những lời ám chỉ về hành vi mà Mỹ cho là vô trách nhiệm của Nga trong lĩnh vực hạt nhân, đồng thời nói thêm rằng kiểu hùng biện này không góp phần gì nhiều vào việc cải thiện tình hình trong lĩnh vực an ninh chiến lược. Nhà ngoại giao này nói thêm rằng Washington một lần nữa đang cố gắng dạy Nga và Trung Quốc cách cư xử đúng đắn. Còn không, họ lại đe dọa về sự xuất hiện của một thời đại hạt nhân mới, trong đó Mỹ sẽ không kiềm chế sự phát triển kho vũ khí hạt nhân của mình. Ông Antonov tuyên bố, Mỹ cũng tiếp tục bơm cho Ukraine ngày càng nhiều vũ khí trong bối cảnh xung đột với Nga, bao gồm cả máy bay chiến đấu có khả năng mang vũ khí hạt nhân, mô tả chính sách này là cực kỳ thù địch, vì đại sứ Nga cảnh báo sẽ không thể đạt được sự hợp tác với Moscow trong khi cố gắng xây dựng một thất bại chiến lược chống lại nước này. Ông Antonov cũng cáo buộc Washington bịt miệng sự thật khó chịu về hơn 2 thập kỷ Mỹ tấn công nhằm vào toàn bộ cơ cấu kiểm soát vũ khí quốc tế.
Mỹ đã rút khỏi hai hiệp ước an ninh, lực lượng hạt nhân tầm trung và bầu trời mở dưới thời chính quyền Donald Trump, trong khi Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Joe Biden đã gia hạn hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược đến năm 2026, thì năm ngoái Moscow đã đình chỉ tham gia với lý do vai trò của Mỹ trong cuộc xung đột với Ukraine. Ông Antonov nhấn mạnh rằng Moscow sẽ tiếp tục chỉ được định hướng bởi lợi ích quốc gia. Nếu không xem xét lợi ích này thì sẽ không thể xây dựng một cuộc đối thoại Nga-Mỹ về kiểm soát vũ khí. Nhà Trắng không có kế hoạch hành động có thể giúp Ukraine giành chiến thắng. Anatoly Lieven, giám đốc chương trình Á-Âu tại Viện Kinsey của Mỹ, đã viết điều này trong một bài báo trên tờ CSR. Tổng thống Mỹ Joe Biden cuối tháng 4 đã ký luật giúp các đồng minh nước ngoài, trong đó có Ukraine, được nhận 61 tỷ đô la Mỹ để tiếp tục đối đầu với Nga. Luật này quy định việc chuyển giao giữa người đứng đầu Lầu Năm Góc và Ngoại trưởng tới các ủy ban quốc hội trong vòng 45 ngày kể từ ngày thực hiện chiến lược hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Ông nói, bây giờ đã là tháng 8 và vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy chính quyền Biden có ý định trình bày một chiến lược nào như vậy trước quốc hội. Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến nghi ngờ rằng một chiến lược như vậy thực sự không tồn tại. Lieven nhấn mạnh rằng chính quyền ông Biden thậm chí không có câu trả lời cho câu hỏi tại sao các cuộc đàm phán không thể bắt đầu trong tương lai gần. Ông nói thêm rằng đối với Kiev, đàm phán hòa bình là điều cần thiết bởi tình hình quân sự ở tiền tuyến đang vô cùng nghiêm trọng. Theo chuyên gia, chính quyền Mỹ có kế hoạch hoãn vấn đề này cho đến cuộc bầu cử tổng thống trong nước. Trước đó vào tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra các đề xuất hòa bình mới để giải quyết xung đột ở Ukraine, quy định công nhận quy chế của các khu vực Crimea, Dnieper, Luhansk, Kherson và Zaporozhye là khu vực của Nga, củng cố các khu vực không liên kết và phi hạt nhân, phi quân sự hóa và phi quốc gia hóa nước này, cũng như việc bãi bỏ các biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Phía Ukraine đã bác bỏ sáng kiến này, đồng thời cho rằng đó là tối hậu thư. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Báo Việt 5net. Xin chào và hẹn gặp lại!